Hello các bạn xem nha. Hôm nay mình sửa cái mặt cân bằng của cái xe điện của bé mình nè. Nó bị cháy nha các bạn. Cháy thì tháo cái mặt ra đi nổ cái đường mặt rồi nha. Do là bé giờ nó đi sửa cái đầm cái motor ở sau xe điện các bạn. Thay bi. Rồi ông thợ ông đi bằng tháo mấy cục mình ra. Tháo cái mặt đó ra luôn. Sau cái ông thầy bây giờ ông đáp lại bị lộn cực các bạn, nó cháy cháy mạch, cháy luôn đây các bạn, đấy cháy rồi đó. Giờ là mình tháo ra mình thay nha các bạn, tháo ra mình sửa nha. Đây mời các bạn có xem nha. Đây các bạn, đấy đây tắt mặt điện. Đây cái mặt này, vị trí đây nè các bạn. Đấy. Thấy được chỗ mấy một phết này, mình tháo đó rồi. Mình tháo đây nè. Đấy. Tháo một phết, tháo con điện cỡ 1 kg với lại cái tụ 470 web microfarad. Đấy. Tháo ra là tháo ra để mình coi thử cái mạch nó nổ, nó chạy vô chân nào nha các bạn. Đây chân số 1 nè, chân số 2 nè, chân số 3 nè, chân số 3 đây là nó chạy theo cái mạch đây, nó lên đây thấy ló đồng luôn, vô chân số 2 đây, từ chân số 2 nó chạy lên đây, nó qua cầu chì đây, cầu chì các bạn đấy, cầu chì đấy đấy. Mỗi một cái vàng đây là mỗi một cặp đây là một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, đây là bốn cái cầu chì nha các bạn. Đây là bê thông này. B1 này, B1 12V này. B2 là 24V này, B3 là 36V này, B4 là 48V. Bình này là bình cân bằng chủ động. 48V nha các bạn. Còn các bạn muốn câu 3 bình, 2 bình gì đó là theo mấy cái chân này là có nói chung là mua cái mạch đây là của anh HT Pro 198 á. Anh bán. Nói chung là xài phụ phê các bạn, đây số điện thoại của anh này. Đấy, tên anh là HT Pro 198 này. Mạch đây bỏ vô xe điện 4 bình này. 133S á. Ủa, chị phải nói là y bài luôn. Cân bằng cái mấy cái bình nó rất là tốt nha các bạn. Bình 12V nó 12 phẩy mấy V nữa. Là đây AC nó cân luôn. Ví dụ là cái bình số 1 12,3V là mình đo lấy đồng hồ mình đo là 4 bình là đúng 12,3V hết. Nó cân bằng rất là hay nha các bạn. Mặt này AC nó tốt lắm, rất tốt. Anh em là thợ nào ở nhà mình về mình làm cũng được, mua của anh về anh có sơ đồ đấu dây bình được luôn. Cẩn thận đó. Đấy. Mà ra ông thợ sửa xe điện cái ông tháo cái mặt này ra, cái ông đấu sao ông bỏ, ông làm bi xong ông bỏ lại cái bình ấy. Câu lại dây. Câu lộn cha nó cái cực. Còn cực cái này nó bị cháy nha các bạn. Đấy. Chụp cũng thiệt đó. Đây nè, mình làm đây mình dây mấy màu đây nè. Thấy không? Mắt nè. 1 nè, 2 nè, số 3 nè. Đấy. Nha. Đủ hết. Bình 1, 2, 3 âm dương đủ hết. Dễ mà câu lộn. Thao thua. Bây giờ là lấy đâu mình cũng đo đây nào là cái tụ đây còn ngon nha các bạn. Tụ 470 web này bảo ngon nè. Con điện cỡ 1 kg đây. Lâu điện cỡ 1 kg đây, cũng còn sống nha. Rồi mấy con đây mình chưa đo, giờ mình đo lại đo thử nha. Rồi con nào sống chết. Mấy bạn biết cho con này thì thôi, chứ còn không biết đo thì vô cái kênh của anh HT Pro 198 anh chỉ có cái cách đo. Còn mình đây mình cũng đo theo kiểu ảnh thôi, nhưng mà cái anh 198 anh đo là đo đồng hồ kim, còn mình đây là đo đồng hồ số các bạn. Đồng hồ số thì nó nhảy, cái dung sai nó nhảy ở sau lên lung tung lắm, kiểu là hai số trước này 0 chấm này 0 chấm 0 này, còn mấy số sau đây là bỏ. Đấy, chân mắt con đây là, nếu mà đo thông mạch là con này là, cái lưng của nó là chân giữa này, là chân giữa mà nó thông nó kêu, thấy không, thấy không, mấy đây là không có nè, mấy cái đây mà nó kêu nó đi hộp luôn, đấy không có nè, không có nè, chân giữa là mắt nó nè, đấy, rồi, giờ là bật qua ôm nha các bạn, đấy.
đây là số 1 này. Đây chân số 1 này. Đầu chấm chân số 3 này. Đây là lên 3,3 nha các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? 3,3 đấy. Lấy con cái mình tập hai chân số 1 số 2 lại. Đấy lên 3,4 này. Đấy, giờ muốn xả lại cho nó là từ đầu là chấm lại chân số 1. Thoát này. Bấm lại chấm lại chân số 3 này. Là 3 ha. Lấy con cái này, cái chân nào cũng được. Đấy, chấm hai cái chân số 1 số 2 là lên 3,4 này. Để đây này, xả này. 33 đúng không? Đấy, đây này. 34 rồi con này sống nha. Rồi xả này. Rồi cứ thế mà làm nha các bạn. Ồ. Rồi. Con này sẽ nhảy số này. Rồi. Chân giữa. Rồi. Ba chân nào cũng lên hết con này đi hộp nha các bạn. Đến bật qua cái thân mạch thử. Ít nè. Rồi. Số 1 cũng kêu cái E. Số 2 cũng kêu cái E. Số 3 cũng kêu cái E. Rồi, con này là đi hộp nha các bạn. Con này chết rồi. Chết luôn. Hộp em. Đấy, rồi giờ mình đo cứ giải tình tự mình đo nha các bạn. Bật qua nút ôm. Đây hồ bản năng. Đây hồ là hồ số. Nói chung là cũng chính xác cũng không bằng hồ kia mình đo anh em mình thợ đo đâu. 32, chập hai chân 1 2 lại. 34 đủ nè. Chết bả đây. Đấy là được 7 con còn sống nha các bạn. Một con này đi hộp này, chết rồi. Một con này chết nha. Con này chết rồi. 7 con này còn sống. Cái tàu còn sống. Con điện trở còn sống luôn. Đấy là giờ mình kiếm đồ mình để mình thay vô nha các bạn. Đấy. Các bạn cứ sửa vậy làm mình thay thế mình đo vô là mình cho kiểm tra lại cấp nguồn vô được không. Với lại chân con điện trở 033 này 12V rồi đo ra nó ra điện lên chân số 1 là 5V quy một cái dàn này. 1 này, 1 này, đây 5V hết nha. Là mạch sống ok. Còn nếu mà nó đo mà nó ra tào lao trước là đi họp nha các bạn. Xin lại làm lại nha. Rồi giờ kiếm bệnh viện thay vô học. Máy này sống, máy này chết. Rồi, giờ mình tiến hành mình ráp máy móc cho các bạn. Đây mình đặt trên Shopee các bạn. Chỗ kênh của anh HTV rồi. Tháo đây là móc két tháo máy. Toàn bộ sống trầm trầm hết. Đây các bạn, rung động, xịn luôn. Đấy, uy tín bảo hành rồi. Giờ là ráp thôi. Bữa là đây là chết rồi. Mấy con này là chết rồi bạn. Có một chết mà cũng sẽ tẩy sống này mà thôi mình thay cái mới còn toàn hết luôn nguyên bộ luôn rồi. Đây con điện trở đây rồi cái tụ mình để nó chút nữa mình ráp mình chạy hết máy này xong mình ráp vô nha các bạn. Cao ngang tụ cũng được ok cho lúc thuốc chị ra chung là mình không có bàn làm việc mình làm nó nói rằng là làm cái đất mà ngồi á chứ cũng không có bàn làm việc nữa. Bỏ khúc ở đây, tức nữa là mình hàng trong đầu mình nối từ chân giữa con này qua cái chân số 3 của con cái hàng một cách sau nha các bạn. Tại vì nó nổ bị tiết cái mặt.
trở vô. Chắc để mình hàng xong rồi mình mới quay cho các bạn thêm chứ giờ ngồi và coi hết cái hàng này quay nữa lâu lắm. Đến hàng là mình quay cho các bạn thêm nha. Rồi mình tháo mấy cái tụ ra nha các bạn, để mình hàng lại cái mấy cầu chơi vậy các bạn. Chụp đấy, để nó bật đèn pin lên thấy nha. Thấy à? Đây, cháy này các bạn, cháy một cái này, hai cái, ba cái đây là còn chưa cháy. Đấy, để mình đo cho các bạn xem nha. Hàng này cộng tắp cộng đồng siêu mỏng. Đây chưa cháy này. Đấy. Đây là nãy hàng đầu nè. Đấy. Đấy. Rồi, ok. Đấy, lại mình hàng cái dây từ cái chân giữa của con số 2 đây về chân số 1, chân số 3 đây. Đấy các bạn, đây giữa đây về đây. Đấy, thông rồi. Ok luôn. Rất là nổ chí các bạn. Đấy, chân giữa của con này. Chân số 3 này, chân giữa này. Đấy, ok. Rồi. Rồi xấu một tí. Làm sao nha các bạn? Làm sao để chạy ok được.
Rồi giờ ráp cái tụ vô rồi mình kịp điện vô mình đo thử nha. Ráp tụ thôi. Ok, giờ kiểm tra nha các bạn. Nói chung tại món nha các bạn, giờ tiếp thử nha. Đây mình chế cái thằng này, cái nguồn tối âm của máy tính các bạn. Tính dạng như là nói chung là nó yếu quá. Đấy. Nó yếu là giờ mình độ ra cái lấy được mấy cái nguồn 3,3V, 5V, 12V nha các bạn. Là cái mạch đây là cái đoạn trước mình nói chân âm đây kẹp vô chiếu B0, còn cái dương đó, kẹp vô cái chân như đây, chân của con đây con trở các bạn đấy, một chân vô đây, chân dương đây, âm đây, rồi mình đo từng chân đây là 5V là đủ ra, nếu mà 5V hết đều hết là chạy ok nha các bạn. Đấy rồi test thử thôi. Đây chỉ qua 12V rồi. Bật lên cho chạy. Điện ra đủ chưa? Đây vặn bật được. Bật lên cái nền xịt khói nữa là rồi nha các bạn. Đây. Âm nè. Qua DC 12V các bạn. Đấy 12V. Rồi DC. Rồi giờ tiến hành thôi. Tập vào cái tay nha. Đây có kẹp điện trước. Đấy. Đo thử nha các bạn. Cái điện sáng rồi, ok rồi. Âm này. Năm. Ok nha các bạn. Ok. Đấy. Ok. Mặt chạy an toàn. Thành công nha các bạn. Đấy. Rồi, ok nha các bạn. Mặt chạy đo lên 5V hết rồi. 100% luôn. Bảo hành luôn. Đấy, đó là đơn giản. Nói chung là biết chút xíu là sửa để mình bỏ vô cái điện cho con nó đi cho nó bình để cho nó bền nhớ các bạn. Đấy
ok. Rồi, video đến đây kết thúc nha các bạn. Video đến đây kết thúc, chúc các bạn sửa chữa thành công nha.